Chào mọi người, quý vị và các bạn quay trở lại với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Chiều nay chúng tôi tiếp tục bàn giao máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn cho cô khách ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Đây là các kỹ thuật đang hướng dẫn khách lắp máy cũng như là sử dụng máy. Đấy, máy ra đến bà con thì chúng tôi đã lắp đặt sẵn một con như này, đầy đủ motor, buli, dây cu loa đầy đủ như này. Thì một máy hoàn chỉnh của nó là 6.500.000 bao gồm tiền cước vận chuyển và tận nhà cho bà con. Máy thì sử dụng motor 3 kg, chạy điện 1 pha 220V, một giờ có thể làm được từ 150 đến 200 kg củ sắn dây. Còn nghệ thì chúng ta có thể được từ 3 đến 4 tạ, làm rất là nhanh. Đấy, xay vắt liên hoàn nó sẽ cho ra nước một nơi, nó bã một nơi, rất là tiện lợi. Motor 3 kg, dây đồng. Rồi, okay. Cái đấy còn lâu phải dùng có dùng mấy mùa mới chết nhỉ. Chúng ta sẽ có quả lô bằng inox ở đây, quả lô inox chiều dài 20 phân, dựng 2 dây cu loa chạy ở đây, motor 3 kg một pha. Còn ở bên này là hệ thống túi lọc cũng như là chổi, thì nó sẽ ở trong này, chổi ở đây, túi lọc nằm đây. Đấy, nước nó sẽ chảy ra trực tiếp đây luôn này. Đấy, còn bã thì nó chảy ra đây. Bà con lúc chúng ta lắp đặt máy thì chúng ta sẽ có một vòi nước trực tiếp của nhà mình bơm vào đây. Đấy, còn những cái vòi kèm theo máy thì một vòi nó sẽ bắt từ chỗ ra đối diện xuống đến chỗ cái ống ở chỗ đầu cửa ra bã. Còn một cái ống ruột to này thì nó là cái nước chảy ra của cái nước. Đấy, sau cái nước chảy ra thì bà con hứng thì chúng ta sẽ thu được cái phần là tinh bột. Đấy, thu được nước sau hứng chúng ta lắng cặn thì chúng ta sẽ thu được tinh bột. Có hai cái núm này điều chỉnh cái độ mịn của cái thành phẩm ra ở đây. Đấy, toàn bộ máy thì chân đế đều bằng thép vững này, chân đế bằng sắt V được phun sơ tính điện, và từ cái phần bệ này trở lên thì nó hoàn toàn bằng inox, rất là sạch sẽ cho bà con sử dụng trong chế biến lương thực thực phẩm. Thì bà con có nhu cầu mua máy xay vắt nghệ sắn dây, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để đến góc tám màn hình 0922252666 hoặc là 0866628266 để được tư vấn cũng như có những cái giá bán tốt nhất. Đấy, trường hợp bà con ở gần thì chúng tôi có thể là chờ tận nhà lắp đặt sử dụng, có hướng dẫn sử dụng bà con như này. Còn trường hợp bà con ở vùng xa xôi ở các tỉnh khác thì chúng tôi có thể là gửi bưu điện, gửi Viettel về tận nhà cho bà con, về chúng ta cắm điện chạy thử, ok chạy êm mượt thì chúng ta thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem những video những sản phẩm mới nhất chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý và các bạn. Cảm ơn quý bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi tiếp tục bàn giao máy xay vắt nghệ sắn dây liên hoàn cho khách ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Chú đứng bên này này. Cái đấy là cái dây chung buộc vào nữa. Mẹ ơi,
sạch rồi ở đây. Củ to thì mình phải chẻ ra đấy. To thì chẻ. Vâng. Cái bã này sai lần lứa đâu anh? Được anh, là cái bã đấy đổ vào được mà. To chẻ ra. Đợi cho cái bã này nó ra không kịp này, nó ở tọc động ở trong nhiều ấy thì nó sẽ quay nhanh.